Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Mời phu nhân đứng dậy. Người có oan ức gì, hãy nhanh nói ra. Sau khi con trai của dân phụ bị chồng đá bị thương, vốn sẽ không chết. Y quán ở thành Huyền Vũ nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phải cắt đi 2 tinh hoàn, sau này khó mà nối dõi tông đường. Mấy ngày hôm nay dân phụ luôn chăm sóc cạnh giường của con trai, chiều hôm qua bỗng dưng chúng cưỡng ép bắt dân phụ về nhà. Đến trưa hôm nay chồng dân phụ quay về nói dân phụ Sùng Nhi đã chết rồi. Con trai của dân phụ, con trai của dân phụ. Sau đó chồng dân phụ lại nói rằng phải đổ tội cho Thẩm Lãng, nói là Thẩm Lãng đã đánh chết con trai của dân phụ. Tiếp đó, Điền Hoành cũng muốn dân phụ phải khẳng định chắc lịch rằng Thẩm Lãng là hung thủ. Con nói chỉ cần hạ chết Thẩm Lãng, chồng của dân phụ sẽ trở thành đình trưởng của trấn Hàng Thủy. Nói dối. Con là lời nói dối. 7 phần thật, 3 phần giả. Đây là lời nói dối khó hóa giải nhất. Đại nhân, chắc chắn đây là âm mưu của Thẩm Lãng. Tên này độc ác nham hiểm vô cùng, mọi thứ đều là âm mưu của hắn. Liễu Vô Nham bắt người. Người đâu? Bắt Điền Hoành, Tống Nghị lại. Đưa tới Tống Thị về phủ thành chủ, cũng đưa Tống Thị về phủ thành chủ, phải thẩm vấn cho ra lẽ. Rõ. Ghê thật, ngoài mặt thì ra lệnh bắt người, nhưng trên thực tế là kịp thời ngăn chặn tổn hại, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nếu không, mình mà truy đến cùng, Diễn Hoàng chỉ thị cho Tống Thị hãm hại mình, hãm hại phủ bá tước, thì mấy kẻ này gặp phiền phức rồi. Tiêu rồi, bị đưa về là chết chắc. Đúng là người phụ nữ đáng thương, đâu ra mà chịu cho được nỗi giày vò của các người cơ chứ. Hơn nữa, người mất là chuyện lớn, người đâu, khiêng thi thể của thanh niên này đi. Tìm một ngôi mộ đẹp an táng. Rõ. Cũng là người làm mẹ, ta hiểu được nỗi đau khổ của người. Người là đồng hương của Lãng Nhi, cũng coi như là bạc, cũng coi như là con dân của phủ bá tước. Mấy hôm tới người cứ ở lại phủ đi, tránh chịu kinh sợ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nga nói phải không, Thái Thú Đại Nhân? Phu nhân nói có lý. Tống Thị cứ ở lại phủ bá tước đi. Ngôn tiên sinh, giờ cũng đã muộn rồi, hay là chúng ta về thành nghỉ ngơi? Được. Nghĩa Vô Nham, ngài phải điều tra cho rõ vụ này, cho mọi người một câu trả lời. Rõ. Người đâu, nhốt Điền Hoành và Tống Nghị vào nhà lao, ngày mai thẩm vấn. Bá tước đại nhân, vị con rể này của ngài đúng là phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Điền bang chủ, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta cơ chứ? Sợ quá đi ha. Thẩm Lãng, ngươi đắc ý lắm đúng không? Đâu có, đâu có. Ngươi còn chưa chết, nghiệt duyên của chúng ta vẫn chưa chấm dứt. Sao ta đắc ý được chứ? Ta là loại người lông cạn như vậy hay sao? Cứ làm mơ giấc mơ đẹp đẽ của ngươi đi. Ai sẽ giết ta nào, phủ thành chủ, phủ thái thú? Ta nói cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày, ta sẽ ra khỏi nhà lao, hơn nữa, còn chắc không bị tội gì. Thẩm cô gia, cẩn thận. Ta phải giao sòng bạc của mình cho người khác, như vậy ta đã không còn kẽ hở nào rồi. Sau đó dùng hết mọi thời gian, sức mạnh, thủ đoạn của ta, mỗi ngày làm một chuyện thôi.
Đó là nghĩ cách giết chết người. Điền Hoành, người sắp phải chết rồi. Súc sinh, người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thẩm cô gia, vụ án này vẫn chưa kết thúc. Đừng nói chắc như thế chứ. Nói không chừng, ngày mai ta sẽ gọi cậu vào phủ thành chủ đấy. Ngoài phủ bá tước Huyền Vũ, giao thẩm lãng gia giết người đền mạng. Giao thẩm lãng gia giết người đền mạng. Thái thú đại nhân, ngài thấy vụ này lên phán như thế nào? Thái thú đại nhân, bỏ qua cơ hội lần này như vậy thì tiếc quá. Điền Hoành, tối nay ai bảo người xuất hiện? Tiểu nhân biết tội. Tối nay phải vu oan cho thẩm lãng, ta có thù với hắn, nên ta không nên xuất hiện. Nhưng ta không nhịn được, thật sự là ta không nhịn được. Không, lần này vẫn chưa thua, ta vẫn còn cơ hội để giết chết hắn. Thái thú đại nhân, lần này đúng là cơ hội ngàn năm có một. Không chỉ có thể xử chết thẩm lãng, mà còn có thể liên lụy tới phủ bá tước. Quan trọng đó là ả Tống thị kia. Chỉ cần phủ thành chủ và phủ thái thú gọi ả ta đến, nghĩ cách khiến ả ta thay đổi lời khai. Ngươi vẫn còn muốn lật ngược tình thế. Người ta đi một bước tính trước ba bước, còn các ngươi chỉ lo cái trước mắt, tham lam không chịu bỏ. Ngươi tưởng thẩm lãng chỉ muốn thắng ván này, hắn muốn ngươi chết. Chỉ dựa vào lời khai cắn ngược lại của Tống thị mà muốn ta chết. Vụ án cái chết của Tống Sùng, ta thoát được một cách dễ dàng. Đi giết Điền Thập Tàng, chỉ mong các người vẫn còn kịp. Đi thôi, không đến thành Huyền Vũ nữa, chúng ta về quận Nộ Giang. Điền Thập Tam là tâm phúc của ta, bí mật gì của ta lọ cũng biết, nếu nó với thẩm lãng. Còn kịp hay không? Nhanh, nhanh cử người đi giết chết Điền Thập Tam.